Theo thống kê của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hàng năm trên cả nước có hàng chục vụ oan sai. Điển hình có thể kể đến vụ án ông Huỳnh Văn Nén được minh oan sau 17 năm ngồi tù. Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan sau 10 năm ngồi tù. Vụ án tử tù 81 tuổi Nguyễn Văn Thêm được minh oan sau 40 năm. Tại miền Trung Tây Nguyên cũng đang tồn tại không ít những bản án hay quyết định hành chính oan sai. Hệ lụy từ việc oan sai không chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn là sức khỏe, danh dự, niềm tin và nhiều vấn đề khác. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, tôi xin nhận trách nhiệm và thành thật xin lỗi ông Nguyễn Văn Sáu. Đây là hình ảnh buổi xin lỗi công khai diễn ra cách đây không lâu của Công an tỉnh Đắk Lắk đối với ông Nguyễn Lâm Sáu, trú tại số nhà 60 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Buôn Thuột. Với cáo buộc buôn bán chất cấm, năm 1985, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giam ông Nguyễn Lâm Sáu 9 ngày và tước hết mọi quyền công dân của ông để điều tra. Tuy nhiên, sau 9 ngày giam giữ, các cơ quan chức năng đã không thể buộc tội ông Sáu nên đã phát lệnh tạm tha. Dù vậy, 33 năm qua, ông vẫn mang thân phận một bị cáo và bị tước mọi quyền công dân. Lúc đó là tôi đã dám tố cáo tham nhũng, cụ thể là dám tố cáo giám đốc nông trường E-Cao Trần Tấn tham nhũng nghiêm trọng. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của đồng chí Huỳnh Văn Cần, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã làm điều tra và kết luận những gì tôi tố cáo là hoàn toàn đúng sự thật. Đến năm 85 thì cơ quan công an ập đến nhà, không có lệnh, không có gì cả, khám xét hơn 3 tiếng đồng hồ trong nhà, không thu được cái gì. Cuối cùng thu được một cái chai mà tôi không biết là ở đâu nó ra, gọi là 65 ml ly dầu cam đã hư. Và kết luận là tôi buôn bán hàng trái phép. Bắt người mà không có lệnh bắt giữ, không có lệnh phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền như là Viện Kiểm sát, rồi không có quyết định khởi tố vụ án, không có quyết định khởi tố bị can, nhưng họ đã áp dụng các biện pháp tố tụng như là một người đã bị khởi tố. Dù được tạm tha, nhưng trong 33 năm qua, ông Nguyễn Lâm Sáu vẫn bị tước mọi quyền công dân và đã nhiều lần viết đơn gửi đến các cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ vụ việc, đồng thời kêu oan, mong các cấp có thẩm quyền trả lại quyền tự do cho bản thân. Bởi cũng từ vụ án này, bản thân ông và gia đình gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Nhục nhã, rồi người dân người ta dị nghị, ông này là ông đi tù về, con đây là con của người tù. Tôi không thể chữa bệnh ở đâu bởi vì không có một giấy tờ tùy thân nào cả. Không có giấy giới thiệu, không có chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, họ thu hết. Sau 33 năm miệt mài gửi đơn kêu oan lên hầu hết các cấp có thẩm quyền, ngày 28 tháng 1 năm 2018 vừa qua, ông Nguyễn Lâm Sáu được Công an tỉnh Đắk Lắk thừa nhận oan sai và tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương. Dù quá muộn, nhưng vẫn thể hiện được sự cầu thị của các cơ quan điều tra tố tụng và là một việc làm cần thiết để trả lại quyền tự do cho một công dân. Ba tôi đã được chính thức được minh oan, sắp trở thành một người công dân bình thường như những người khác. Bây giờ có thể nói là gánh nặng đã trút xuống rồi. Bây giờ tinh thần của ba tôi, của gia đình tôi chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Từ cái buổi công khai xin lỗi ngày hôm nay thì đấy là một cái bài học rất có giá trị đối với toàn bộ cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tỉnh nói chung, đặc biệt là đối với lực lượng cảnh sát điều tra, lực lượng an ninh điều tra. Phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, phải học hỏi nhiều hơn nữa, nâng cao cái trình độ năng lực thực tiễn để không xảy ra các cái vụ oan sai thì để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Thưa quý vị, dù chưa nhận được bồi thường và các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có biện pháp xử lý đối với các cán bộ công an liên quan đến vụ oan sai, nhưng đối với ông Nguyễn Lâm Sáu và gia đình thì đây là hạnh phúc lớn lao, bởi qua buổi xin lỗi công khai này, ông Nguyễn Lâm Sáu đã được trả lại danh dự và quyền tự do của một công dân bình thường. Và chính ông cũng thừa nhận mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều trường hợp khác, bởi hàng năm ở đâu đó vẫn còn nhiều vụ oan sai đang treo lơ lửng, khiến cho cuộc sống và công việc của những người bị hàm oan điêu đứng. Cách thành phố Buôn Ma Thuột không xa, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà Tôn Nữ Kim Loan, ngụ tại xã Đắc Ha, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, cũng là một trường hợp đáng lưu tâm. Từ một hợp đồng dân sự mua bán đất thông thường, do không bàn giao được đất
vì đất mua bán đang bị tranh chấp. Các cơ quan tố tụng huyện Đắk Long đã hình sự hóa hợp đồng dân sự này và bắt giam vợ chồng bà Loan 4 tháng trời, để lại không biết bao nhiêu khó khăn cho đương sự. Thì khi vô trong đó thì chị cũng mua, chị khai chị mua của họ thì công an mới trả mình về. Thì lúc luật sư vô trong đó, luật sư nói là anh chị này người ta cũng mua thật thà chứ không phải là đến đó để lấn chiếm. Để cán bộ điều tra coi lại hồ sơ. Tôi khẳng định rằng đấy không phải là hành vi phạm tội. Đấy là một cái việc, đấy là một cái giao dịch dân sự. Nó không tuân thủ theo luật đất đai, không tuân thủ theo luật dân sự. Chứ nó không phải là vấn đề hình sự. Bởi vì yếu tố lừa đảo, tức là cái dạng là cái người ta phải là cái động cơ mục đích, phải là có động cơ mục đích chiếm đoạt. Ở đây thực tế đơn thuần chỉ làm cái giao dịch mua bán. Năm 2011, vợ chồng bà Loan nhận sang nhượng 15 hectare đất từ ông Trần Văn Sơn của công ty cổ phần Đại Gia Thuận với giá 2 tỷ đồng. Để có kinh phí đầu tư, vợ chồng bà đã bán lại 5 hectare cho ông Vũ Văn Lợi và ông Đinh Hải Đăng với giá 600 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hai người này tiến hành canh tác thì xảy ra tranh chấp với một người khác. Trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc, thì ông Đăng và ông Lợi đã làm đơn tố cáo vợ chồng bà Loan và cơ quan công an đã bắt giam cả hai ông bà để điều tra. Sau 4 tháng tạm giam và không chứng minh được hành vi lừa đảo, ngày 15 tháng 9 năm 2016, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Long ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và tạm đình chỉ điều tra, nhưng ông bà vẫn bị quản thúc tại gia. Tức là khi mà anh đã chứng minh được có đủ điều kiện để mà tiếp tục giải quyết vụ án, thì anh lại phải tiếp tục để mà giải quyết vụ án. Thế giờ ở đấy vì cái tạm đình chỉ cơ quan điều tra của công an huyện Đắk Long thì thực tế là nó không rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó thì cái tình trạng pháp lý của anh Trương Chí Loan là ở cái trạng thái tức là gần như là nó treo lơ lửng, chưa biết cái thân phận của mình như thế nào cả. Dạ, được nhiều lắm. Tại vì giờ họ cứ nghĩ mình bán phân bón giả này hoặc là lừa đảo của ai đó, là từ đó giờ mấy năm nay, là từ khi bị bắt giờ là năm rồi, năm nay anh chị không làm được cái gì. Thưa quý vị, vụ việc này đã diễn ra cách đây 2 năm và cho đến bây giờ anh Trường và chị Loan vẫn mang thân phận là bị can, ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh hoạt, đời sống cũng như danh dự của hai vợ chồng anh chị. Đây là sự đóng gói và chế biến dầu ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hà Trung Hậu, có trụ sở chính tại phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích mở rộng phát triển kinh doanh tại miền Trung, công ty này đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ vì một quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, mà gần 3 năm nay, công ty này phải tạm ngưng hoạt động để theo đuổi việc bảo vệ quyền lợi của mình và gần như bị phá sản. Chúng tôi cũng khẳng định một điều là từ cái hàng hóa nhập khẩu với cái thương hiệu Asino Takara này, nguồn gốc từ Thái Lan nhập về Việt Nam, chúng tôi cũng làm mọi thủ tục đầy đủ những quy định về cái hành lang pháp lý của nhà nước Việt Nam quy định, thì cũng không hiểu gì sao thì của ủy ban mà đã đưa ra phạt chúng tôi 500 triệu đồng. Thì sau đó họ thấy là tôi chứng minh được cái phần là chúng tôi không có vi phạm, họ mới cho thu hồi rút cái quyết định hủy và rút cái bình xử phạt trước đó. Trở lại sự việc hơn 2 năm trước, ngày 19 tháng 10 năm 2015, cho rằng công ty Hà Trung Hậu có hành vi đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm bản quyền đối với nhãn hiệu Ajinomoto. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định xử phạt đơn vị này 500 triệu đồng và đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trong 3 tháng. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2017, cũng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định thu hồi quyết định trên với lý do không đủ cơ sở để kết luận hành vi xâm phạm của công ty Hà Trung Hậu. Sự bất nhắc trong việc giám định thương hiệu và ra quyết định xử phạt này vô hình chung đã gây rất nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp Hà Trung Hậu. Đây là có cái dấu hiệu cơ quan nhà nước á, là can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh bình thường của một doanh nghiệp khác, để khiến cho cái uy tín danh dự của doanh nghiệp đó từ khi mà bị niêm phong hay là từ khi mà bị xử lý hành chính cho đến bây giờ là công ty hầu như không thể hoạt động được. Lúc mà nghe tin bị bắt rồi á, thì toàn bộ trong một đêm thôi là cả cục diện trên toàn cái quốc gia này của khách hàng ở toàn quốc gia thay đổi hết. Là tất cả mọi khách hàng đều là họ gọi điện, họ trả hàng. Tại vì báo chí đăng ngay lập tức trong cái đêm đó. Những thiệt hại to lớn này có thể xuất phát từ một lỗi nhỏ trong tố tụng và cũng có thể ẩn chứa nhiều yếu tố chủ quan dẫn đến oan sai. Nhưng hệ lụy của nó là khó lường. Việc thừa nhận oan sai để tổ chức xin lỗi là cả một quá trình dài, thể hiện sự cầu thị
dám nhìn thẳng sự thật của các cá nhân và các cấp điều tra cũng như cơ quan tiến hành tố tụng. Ngăn ngừa oan sai đang đòi hỏi những cải cách mạnh mẽ hơn nữa từ nền tư pháp nhằm vun đắp niềm tin vào công lý, đồng thời xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.